Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Bình Phúc. Học viện Chính trị Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Bình Phúc tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đầu tiên mở tại Bình Phúc. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đầu tiên mở tại Công an tỉnh Bình Phúc có 50 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, diện quy hoạch, chức danh trong Công an tỉnh. Lớp học diễn ra trong 8 tháng, tham dự lớp học các học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cập nhật những tri thức về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội. Qua đó giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy khoa học, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong tình hình mới. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, song nhờ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nên dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng mạnh ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong tháng 1 năm 2022, ban đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 6 dự án, gồm 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 63 triệu đô la Mỹ và 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 30,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn cấp giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng vốn cho 5 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm hơn 23 triệu đô la Mỹ. Sẽ còn nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, song những tín hiệu tích cực thu được ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022 không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội mà còn là lực hút để có thêm nhiều nhà đầu tư khác đến với Vĩnh Phúc. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đền bù giải phóng mặt bằng, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Cùng với đó, để mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa để các dự án triển khai nhanh, và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Sau tên nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng việc tuyển dụng nhân lực hiện nay gặp khá nhiều khó khăn nhằm giải quyết bài toán thiếu nhân lực tại các doanh nghiệp, đồng thời giúp người lao động thất nghiệp sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm tìm được công việc mới. Đây là buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp mới được Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện. Qua buổi tư vấn, người lao động đã được cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại thị trường trong nước, xuất khẩu và chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tôi được nhân viên uh, uh, tư vấn rất là nhiệt tình và, và rất là chu đáo cận kẽ. Tôi cũng uh, hy vọng là tìm được một môi trường mới, được cái công ty là phù hợp cho tôi. Với nhu cầu tuyển dụng 30 lao động phổ thông để mở rộng thêm dây chuyền sản xuất, tham gia buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp, doanh nghiệp này cho biết sau khi tuyển dụng tất cả người lao động sẽ được công ty đào tạo thêm tay nghề để có thể bắt tay ngay vào công việc. Đối với lao động phổ thông và lao động có bằng nghề thì công ty cũng đều có sẽ có người vào để kèm cặp và đào tạo trực tiếp đối với lao động phổ thông thì công ty chỉ có đào tạo 6 ngày thôi. Còn đối với lao động có bằng nghề thì đào tạo trong thời gian khoảng nhiều nhất là 1 tháng. Theo Trung tâm Giới thiệu Việc Làm Tỉnh, trung bình mỗi tháng tại trung tâm có khoảng 1.000 người lao động đến làm thủ tục hưởng chế độ thất nghiệp. Đây là lực lượng lao động có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện tại. Khi mà ban hành cái quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì đồng thời cũng cử cán bộ tư vấn, giới thiệu và cho các lao động biết các đơn hàng cần thiết thuộc tỉnh để mà người lao động tìm kiếm và tìm lựa chọn cái việc làm phù hợp. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã kết nối giới thiệu việc làm mới cho trên 200 người lao động thất nghiệp tại 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử cơ khí với mức lương dao động từ 8 đến 12 triệu đồng một ngày một tháng, giúp người lao động ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, Vĩnh Phúc mở cửa cho sản xuất kinh doanh, cho đời sống sinh hoạt, học tập của nhân dân chứ không cho dịch. Do vậy, trước những diễn biến mới về số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong cả nước thì các hoạt động nhằm kiểm soát dịch bệnh càng được thắt chặt hơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã thông tin nhóm Zalo hỗ trợ điều trị và nhận kiến nghị phản ánh của công dân dương tính với COVID-19. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua nhóm Zalo ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, trong đó có các nhóm chức năng gồm nhóm chung để kết nối với 136 các xã, phường, thị trấn và nhóm riêng của 136 xã, phường, thị trấn sẽ có nhóm hướng dẫn điều trị F0 và nhóm tiếp nhận các thông tin phản ánh của F0. Tất cả các bước để thực hiện các nhóm gia lô trên được bộ phận chuyên môn hướng dẫn đến tất cả người dân. Quý khán giả quan tâm hãy truy cập vào trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc theo địa chỉ Vĩnh Phúc tv vn để tải danh sách nhóm gia lô hỗ trợ của 136 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vĩnh Phúc đang chuyển hướng mạnh từ ban chỉ đạo phòng chống dịch thành toàn dân chống dịch, chuyển nhanh từ điều trị tại cơ sở điều trị sang điều trị tại nhà vai trò của người dân là quan trọng. Mỗi người dân phải tự phòng bệnh cho mình và tự chữa bệnh cho mình. Theo sự hướng dẫn giúp đỡ tư vấn của cán bộ y tế, bác sĩ và lực lượng chức năng. Trước tình hình dịch COVID-19 trong những ngày gần đây có những diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao. Trong khi đó, việc điều trị F0 tại nhà còn gặp khó khăn. Huyện Vĩnh Tường đã có nhiều giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh đã hỗ trợ mỗi xã có nhiều F0 từ 1 đến 2 cán bộ y tế và tình nguyện viên để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong đợt này, Huế Bình tường cũng đã huy động thêm 16 cán bộ chiến sĩ, lực lượng động viên để hỗ trợ cho các xã có nhiều F0. Động viên đoàn công tác hỗ trợ cơ sở phòng chống dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Huế Bình tường mong muốn các thành viên trong đoàn tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức học tập công tác năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ, từng phút để hỗ trợ cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu cán bộ y tế không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn cho mình và đồng nghiệp, tuân thủ tuyệt đối chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của chính quyền sở tại. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đối tượng lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở của người dân để đập phá cửa kính trộm các tài sản để trong xe ô tô có trường hợp chủ xe ô tô còn lơ đãng để quên cả chìa khóa trong xe, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng xấu trộm cắp cả xe ô tô mang đi tiêu thụ. Vụ việc vừa xảy ra ở huyện Bình Xuyên. Chỉ bằng một thanh kim loại nhỏ như thế này, Nguyễn Ngọc Nguyễn, sinh năm 1988, ở thị trấn Già Khánh, huyện Bình Xuyên, dễ dàng cậy vỡ cửa kính phụ của chiếc xe ô tô Kia Morning mang biển kiểm soát 88A-06927 của gia đình anh Đặng Văn Đạt để ở ven đường trong đêm khuya đối tượng nguyện là sử dụng một thanh kim loại mang theo từ nhà đó là đặt cái ô kính phụ như ghế đằng sau này Đấy, xong rồi là thò tay sử dụng tay là thò vào và mở cái chốt ở bên trong này. Mục đích ban đầu chỉ là trộm cắp tài sản để trong xe ô tô. Tuy nhiên, khi mở được cửa xe, thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, Nguyễn đã lái chiếc xe đi tìm chỗ bán để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Thời gian là tôi đã quan sát thế các hộ dân để xe tôi ở ngoài đường nên là tôi ý định lấy các tài sản ở bên trong với mục đích là lấy tiền để trả nợ. Thật may mắn cho gia đình bị hại, sau khi phát hiện chiếc xe bị trộm cắp đã trình báo cơ quan công an. Sau gần một ngày khẩn trương truy tìm, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình xuyên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm vụ trộm cắp cùng chiếc xe ô tô tăng vật. Không chỉ là ban đêm, trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc người dân đỗ xe ô tô nơi vắng người qua lại đã bị đối tượng đập vỡ cửa kính để trộm các tài sản ở bên trong ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thì, thì qua cái vụ việc này thì công an huyện Bình Xuyên cũng khuyến cáo cảnh báo đến quần chúng nhân dân về bảo vệ tài sản. Thứ nhất là không để xe ô tô ở ngoài lề ria đường mà không có người trông giữ thứ hai là không để các tài sản có giá trị ở trong xe ô tô nhất là để ở ghế trước ghế sau để các đối tượng đi qua dễ phát hiện thứ ba là đặc biệt là không được để ở chìa khóa xe ô tô ở trong xe các đối tượng phát hiện ra thì có thể là đập vỡ kính và lấy tài sản và có chìa khóa xe ô tô thì sẽ lấy trộm xe ô tô qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chủ quan để xe ô tô qua đêm ở vỉa hè, nơi công cộng không có người trông giữ, đặc biệt không để tài sản ở trong xe cũng như hết sức lưu ý tránh để quên chìa khóa trong xe ô tô. Sự cảnh giác cẩn trọng của người dân chính là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa tội phạm trộm các tài sản.